Xin kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, quản lý tuyến trùng trên các loại cây trồng như cà phê, cà rốt, v.v. luôn là vấn đề mà bà con nông dân quan tâm. Vậy làm thế nào để vừa quản lý tuyến trùng, vừa đảm bảo sản xuất an toàn để mang đến những sản phẩm đủ tiêu chuẩn, đạt chất lượng đến tay người tiêu dùng? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Với khí hậu nóng ẩm, Tây Nguyên là vùng đất thích hợp để canh tác cà phê Robusta với trên dưới 500.000 hectare cà phê, chiếm 95% diện tích cả nước, đã đưa Việt Nam lên vị trí đầu bảng về sản xuất cà phê Robusta trên toàn cầu. Ngoài ra, Tây Nguyên còn là địa bàn sản xuất ra nhiều nông sản thế mạnh khác như tiêu, cây ăn trái, rau củ, v.v. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản xuất cà phê ở Việt Nam nói chung và Lâm Đồng Tây Nguyên nói riêng đang phải chịu những tổn thất đáng kể, như diện tích cà phê già cỗi ngày càng nhiều, giá thấp, thời tiết không thuận lợi, kèm theo đó là ảnh hưởng của dịch bệnh hại, đặc biệt là tuyến trùng. Trong lúc đó, giá cả nhiều mặt hàng nông sản, nhất là tiêu và cà phê đang xuống thấp. Điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập cũng như tâm lý của bà con nông dân. Đòi hỏi một phương thức canh tác phòng trừ bệnh hại hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao giá trị sản xuất. Không chùn bước trước những khó khăn trên, anh Thủy ở xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng đã không ngừng tìm tòi để có được giải pháp cho vườn cà phê của mình. Cách đây khoảng 3 năm, giai đoạn mà giá cà phê Việt Nam đang ở đỉnh cao, là sản phẩm then chốt mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân ở khu vực Tây Nguyên. Anh Thủy đã quyết định mua lại vườn cà phê với diện tích khoảng 3 hectare để đầu tư canh tác. Nhìn vườn cà phê với lá xanh tốt, ít bị dịch bệnh hại, cây sinh trưởng khỏe của anh bây giờ, chắc hẳn chúng ta khó có thể biết được trước kia khu vườn này đã từng bị tuyến trùng gây hại nặng nề. Cả vườn hầu như bị vàng lá do tuyến trùng gây hại rễ, sinh trưởng kém gần như đã bỏ đi. Nhiều người bảo anh Thủy khùng mới đi mua một vườn cây như vậy. Anh đã phải thử qua rất nhiều loại thuốc, rất nhiều phương pháp, nhưng hiệu quả gần như không có. Lúc đó gần như anh nghĩ là sẽ phải thay thế hết cây cà phê trong vườn của mình bằng loại cây trồng khác. Thì anh được người quen giới thiệu thuốc tiêu tuyến trùng 18EC, một loại thuốc sinh học chuyên dùng để trị tuyến trùng gây hại, được nhập khẩu nguyên chai từ Hàn Quốc. Và chính họ cũng đã sử dụng cho vườn cà phê của mình và thu được nhiều kết quả tốt. Khi mình mua cái vườn này thì một số người thì cứ bảo mình bị điên sao đi mua cái vườn hoang như vậy. Nhưng mà sau thời gian mình phục hồi, đến bây giờ như các bạn đã thấy đấy là vườn của mình cũng tương đối. Rồi sau gần 2 năm thì cà đang xanh xanh ấy, thì mình vào khoảng tầm tháng 6, tháng 7 ấy, mình thấy lá nó vàng ra, càng cho phân vào thì lá lại càng vàng ra. Vậy mình mới hỏi đại lý Thịnh Hoan ấy, thì anh bảo là bây giờ tốt nhất là cậu nên dùng cái tiêu tuyến trùng 18EC để tưới cho nó, sau 20 ngày là bạn sẽ thấy là hiệu quả. Thì đúng như mình đã lấy mua cái tiêu tuyến trùng 18EC ấy, để mình tưới thì sau 20 ngày mình bới ra thì thấy cái rễ đã phát triển ra màu trắng rồi. Cho nên là đến từ cách đây khoảng 2 năm đến bây giờ vườn của mình là có tình trạng là không còn tuyến trùng nữa. Thì đó là một trong những cái hiệu quả của cái tiêu tuyến trùng cho cái vườn này. Hồi đầu tiên mình mua tổng nó gần 3.000 cây mà người ta thu được không mấy tạ. Xong cứ năm nay thì mình được vào năm thứ 3 là mình được 5 tấn 2 rồi. Thì hy vọng năm nay nữa thì cũng khoảng 7-8 tấn. Theo các nhà khoa học cho biết, tuyến trùng là loại động vật không xương sống thuộc ngành dung tròn. Kích thước rất nhỏ, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi. Tuyến trùng gây hại cho cây trồng tại bộ rễ nằm trong đất và bằng mắt thường không thể quan sát, nhìn thấy được, nên rất khó để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, cũng như rất khó khăn trong việc chẩn đoán mức độ gây hại để có thể áp dụng các biện pháp phòng trừ. Tuyến trùng ký sinh rễ cây cà phê và hồ tiêu thuộc hai giống chính là tuyến trùng gây vết thương và tuyến trùng gây nốt sưng. Chúng kết thúc dinh dưỡng từ rễ, làm suy giảm sức khỏe của cây. Rễ bị tổn thương, ngăn chặn sự hấp thụ dinh dưỡng và nước, làm cây cằn cỗi. Hệ rễ kém phát triển, cây bị vàng lá cục bộ hoặc toàn bộ cây. Cây bị ức chế sinh trưởng mạnh, có thể dẫn đến chết cây. Tuyến trùng thực sự trở thành nỗi ám ảnh của bà con nông dân trồng cà phê.
Cũng trong khoảng thời gian này, vườn tiêu của chị Trần Thị Mai Lan với diện tích 4 hectare tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng đã được Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng chọn làm vườn mô hình để theo dõi và đánh giá hiệu quả tiêu diệt tuyến trùng gây hại của thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18EC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào đầu năm 2016. Sau thời gian thực hiện vườn mô hình với kết quả đánh giá cao về hiệu lực diệt tuyến trùng gây hại của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, chị Lan đã tiếp tục sử dụng thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18EC để chủ động phòng ngừa tuyến trùng gây hại cho vườn hồ tiêu của mình từ đó đến nay. Chị cho biết, mặc dù giá tiêu đang xuống thấp ở mức kỷ lục, có nhiều vườn tiêu bị bỏ khô, không thu hoạch vì không đủ trả nhân công. Nhưng với việc áp dụng thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18EC, vườn tiêu nhà chị luôn cho năng suất cao, chất lượng tốt và có lãi. Đầu mùa mưa mình sử dụng đất ẩm ẩm, mình đổ thuốc tiêu tuyến trùng này đi. Rồi khoảng gần cuối mùa mưa mình sử dụng một lần nữa. Thì nói chung cái vườn mình nó vẫn xanh mà coi như là lá nó vẫn dài hơn, mà nó trái nó vẫn tốt hơn, vẫn đẹp hơn các cái chỗ khác. Thuốc tiêu tuyến trùng này là một cái thuốc sinh học nên gia đình tôi dùng cái thuốc này để đảm bảo chất lượng, để cho tiêu sạch dễ sử dụng. Thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18EC là chương trình hợp tác giữa ba bên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tập đoàn DBO Hàn Quốc và công ty Khoa Đăng. Đây là một loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc thảo mộc từ tinh dầu quế thiên nhiên và các chất phụ trợ khác như dầu paraffin, dầu thầu dầu hoặc chất cinnamaldehyde có trong tinh dầu quế thiên nhiên sẽ thâm nhập qua lớp da của tuyến trùng, gây tê liệt thần kinh và gây chết tuyến trùng. Paraffin giúp kéo dài thời gian sử dụng và tăng tác dụng của thuốc. Bên cạnh đó, thầu dầu tạo sự lan tỏa, giúp thuốc ngấm sâu và rộng hơn. Thành phần chính tạo nên thuốc có nguồn gốc thảo mộc nên rất an toàn cho người sử dụng, cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản cũng không còn là vấn đề lo lắng của bà con nông dân. Và người sử dụng nông sản thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18EC đã chứng minh được kết quả rất tốt với khả năng tiêu diệt tuyến trùng đạt từ 70% trở lên, được bà con ghi nhận và các nhà khoa học đánh giá cao. Có thể nói tuyến trùng gây hại giờ đây không còn là nỗi ám ảnh của nông dân Lâm Đồng. Nhờ canh tác theo quy trình chặt chẽ, chủ động phòng chống dịch bệnh, cùng với giải pháp mới để phòng và diệt tuyến trùng gây hại, nên bà con nông dân tại đây đã tránh được nguy cơ thiệt hại do tuyến trùng hại rễ gây ra. Mặt khác, trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới với xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn cho người sử dụng, thì việc sản xuất các mặt hàng nông sản không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã trở thành mục tiêu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc sinh học thân thiện với môi trường là hết sức cần thiết. Và thuốc bảo vệ thực vật sinh học tiêu tuyến trùng 18EC là một trong những giải pháp cho vấn đề này. Không những giúp bà con nông dân đảm bảo năng suất và chất lượng cây trồng, đáp ứng được những đòi hỏi cao của thị trường hiện nay về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong nông sản, mà còn giúp giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, từ đó góp phần phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững thương hiệu cà phê và hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đây cũng là giải pháp canh tác mà nông dân cần áp dụng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình nhằm vượt qua được thời kỳ khó khăn về giá cả của nông sản chủ lực hiện nay. Thưa bà con nông dân và các bạn, những ngày này hoa cà phê đang nở rộ ở khắp Tây Nguyên. Đây cũng là mùa đàn ông đi lấy mật. Nghề nuôi ong lấy mật, lấy sữa ong chúa đã giúp nhiều bạn trẻ Lâm Đồng gây dựng được cơ nghiệp. Phần tiếp theo của chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng đến với trang trại nuôi ong ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Khai thác ong lấy mật và lấy sữa ong chúa ở Lâm Đồng đã giúp cho nhiều nông hộ gia tăng thu nhập, đặc biệt trong những tháng hoa cà phê nở rộ từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Chị Lô Thị Nguyệt Nga ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng cũng khởi nghiệp với đàn ong từ hơn 3 năm trước. Những đàn ong này bình thường chị đều để quanh nhà để nuôi lấy sữa ong chúa cung cấp cho thị trường. Đến mùa hoa cà phê, chị thả đàn đi khắp các vườn ong ở Lâm Đồng để lấy mật. Theo chị, mật hoa cà phê luôn được khách hàng ưa chuộng bởi mùi thơm đặc trưng, độ đặc dẻo của mật
và để được rất lâu không ngã màu. Sau 3 năm nuôi ong lấy mật và lấy sữa, thương hiệu mật ong Nguyệt Nga do chị xây dựng đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Khai thác mật ong thì tới mùa hoa nhiều á, thì công ty sẽ di chuyển những cái đàn ong này là tới những cái khu vực mà có nhiều hoa nhất, là mình sẽ cho ong hút mật và mình sẽ có cái quy trình để mà mình lấy mật cho nó đạt cái chất lượng, là đạt cái độ là mật ong nó phải là chín, nó phải là đạt cái độ chín, đạt cái độ vít nắp, để mà cái khi mà mình thu được cái mật ong đó là cái mật ong chất lượng nhất, và mình không có liên quan, không có dính gì đến là giống như là người ta thường bảo là mật ong nuôi ấy, thì cho ăn đường, là mật ong đường là bên mình là hoàn toàn là bỏ những cái đó đi, là trong 2 tháng mà khai thác mật ong á là không có dính một chút xíu đường nào hết. Là mật ong này là mật ong hoa hoàn toàn, là 100% là từ ong hút mật hoa và sản xuất mật thôi. Và phấn hoa thì cũng như vậy. Đấy, còn quanh năm thì cái chải ong mình là chủ yếu là mình lấy sữa ong chúa thôi. Còn mật ong thì mình chỉ có lấy khoảng 2 tháng nhiều hoa nhất trong năm thôi. Giá mật ong hoa cà phê trang trại này dao động từ 100 đến 120 ngàn đồng một lít, là mức giá khá cao so với ngành nuôi ong lấy mật trên địa bàn Tây Nguyên. Việc nuôi ong lấy mật lấy sữa ong chúa trong những năm gần đây đã mang về khoản thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, để đảm bảo đàn ong ít dịch bệnh cho năng suất cao thì cần chú ý đến việc chăm sóc hàng ngày. Thường xuyên chăm sóc từng ngày, ngày nào mình cũng phải đi dỡ những thùng ong lên, mình chăm sóc từng đàn một. Là ví dụ như đàn, những đàn nào nó yếu thì mình sẽ cho ăn kiểu nào, đàn mảnh sẽ cho ăn kiểu nào. Với lại chăm sóc dịch bệnh thì nó bây giờ nó chủ yếu là trí. Trí thì nó có 2 loại, mình sẽ đánh axit cho nó. Nếu mà nó nhiều quá mình sẽ đánh cho nó cỡ 6 ngày một lần là mình chăm. Nếu mà đến mùa này thì nó ít dịch bệnh, mùa mà có nguồn cà phê nó nở á, nó ít dịch bệnh. Còn những cái mùa mưa thì nó dịch bệnh nó nhiều hơn, là mình chú ý chăm sóc nó nhiều hơn. Để mật ong đạt chất lượng thì cần phải cho ong đến vùng hoa nở rộ. Ong ăn được nhiều mật sau khoảng 1 tuần sẽ đầy sáp, bít nắp là có thể thu hoạch. Không thu mật quá non hay quá già sẽ làm mất chất lượng sản phẩm. Hiện trang trại ong này liên kết với một số hộ nông dân quanh vùng để thu mua và phân phối sản phẩm cho hơn 100 đại lý trên toàn quốc qua kênh phân phối online. Được biết sắp tới, cùng với những sản phẩm từ ong như mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, sáp ong, chị Nguyệt sẽ mở thêm các cửa hàng ngay tại khu vực sinh sống và các tỉnh lân cận để giới thiệu sản phẩm từ ong Lâm Đồng đến tay người tiêu dùng. Cây bơ nếu được chăm sóc đúng cách trong giai đoạn thụ phấn sẽ giúp cây tăng khả năng thụ phấn và đậu trái tốt. Quá trình chăm sóc cây bơ giai đoạn thụ phấn là giai đoạn quan trọng mà nhà vườn cần quan tâm nhất. Theo tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, trưởng bộ môn nghiên cứu cây ăn quả, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên, thì nhà vườn cần những lưu ý sau. Nguyên tắc thụ phấn của cây là thụ phấn chéo. Nếu cây tự thụ phấn sẽ cho tỷ lệ thụ phấn và đậu trái thấp, chỉ từ 0,05%. Vì vậy, trong vườn bơ phải có tối thiểu từ 2 giống bơ khác nhau để có điều kiện thụ phấn chéo. Quá trình thụ phấn ở cây bơ còn phức tạp vì chịu sự tác động biến đổi của khí hậu. Thời gian thụ phấn của cây kéo dài từ 3 đến 4 tháng, thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Trong quá trình canh tác, nhà vườn cần lưu ý khi bón phân cho cây. Bón phân NPK theo tỷ lệ 16:8:16 cộng TE. Việc này giúp tăng cường sự phân hóa mầm hoa và thụ phấn ở cây. Tưới nước. Trong giai đoạn này, nhà vườn không nên dùng phương pháp tưới bét, cũng không được phun bất kỳ hợp chất nào lên tán cây vì sẽ làm hoa thối và rụng. Lưu ý lượng nước tưới vừa đủ, không để quá ẩm hay quá khô hạn, giảm hàm lượng đạm cung cấp cho cây trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái tạm biệt.